Hello, xin chào tất cả mọi người. Và lâu lắm rồi thì chúng ta lại mới có thời gian để livestream một cái trò chuyện cùng với chuyên gia. Bởi vì thời gian này thì DK cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc về dịch vụ phun môi. Và nhân tiện đây, khi mà chuyên gia Kim Hương của chúng tôi đang thực hiện một ca phun môi cho khách hàng, thì chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút với chuyên gia cũng như là chị em mà thường hay lo lắng là đi phun môi đau lắm ấy, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem khách hàng đang thực hiện dịch vụ phun môi tại DK thì cảm thấy như thế nào để cho chị em có động lực đi làm đẹp hơn nhá. Là chúng ta bây giờ sẽ cùng làm quen với chuyên gia một chút. Dạ em chào chị Hương ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, chị Hương ơi, thì chị có thể giúp em giải đáp một vài cái câu hỏi về dịch vụ phun môi mà các bạn hay gửi lên cho DK trong thời gian này không ạ? À, vâng, em rất sẵn lòng ạ. Dạ vâng. Chị Hương ơi, thì mọi người thường hay lo lắng ấy, khi đi phun môi ấy thì sẽ bị sưng và bị đau. Nhưng mà ở DK thì sau khi mọi người phun xong thì không hề có dấu hiệu sưng nề như các ở những cái địa chỉ phun xăm khác. Thì chị có thể giải thích một chút về kỹ thuật đi kim tại DK được không ạ? Hiện tại thì DK đang sử dụng kỹ thuật đi kim là phun môi vi chạm. Đâm ra với cái lực tác động với là lực đi kim thì nó chỉ là đi trên bề mặt của môi thôi, không gây tổn thương sâu, xâm lấn môi, đâm ra không có tình trạng, ít khi xảy ra chị tình trạng bị sưng nề quá to. Đấy. Có những cơ địa khách hàng có thể sẽ hơi nề một chút do là căng tê thôi. Từ khoảng tầm 2-3 tiếng sau khi khách hàng về thì là hiện tượng tê là nó sẽ hết và môi sẽ trở về trạng thái bình thường nhé. Như vậy là do kỹ thuật của chuyên gia cũng như là cái công nghệ hiện tại mà DK đang sử dụng, cho nên là môi của khách hàng là hạn chế được tối đa nhất cái sự tổn thương đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Và nói có sách mách có chứng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi cận một chút vào đôi môi của khách hàng mà khách hàng đang thực hiện phun tại DK nhé. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, thì chị có thể giúp em một chút là mình chia sẻ cho em một chút cái cảm nhận khi mà mình đang thực hiện phun môi tại DK được không chị? Thì chị có thể giới thiệu một chút về tên của chị để cho mọi người đang theo dõi livestream được biết được không? Chị tên là Trang. Dạ vâng ạ. Chị Trang ơi, thì trong cái quá trình mình thực hiện phun môi tại DK thì mình thấy như nào ạ? Các bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Lúc phun thì mình cũng có đau nhưng mà mình bảo bạn nhân viên là bạn sẽ bôi tê ngay cho mình. Có nghĩa là xuyên suốt cái quá trình mình thực hiện phun môi tại DK, nếu mà mình đau là mình được trợ tê liên tục đúng không chị? Vâng. Thì chị có cảm thấy hài lòng về cái cách chăm sóc cũng như là cái dịch vụ tại DK không? Rất hài lòng. Vâng ạ. Thì bây giờ em sẽ nhờ chuyên gia một chút nhé. Chị Kim Hương, chị có thể phân tích một chút về môi của khách hàng cho em để cũng như các bạn đang theo dõi livestream này được rõ hơn được không ạ? Tình trạng môi của chị Trang là tình trạng môi sửa và có rất nhiều cái đốm sắc tố melanin màu đen như thế này. Ở dưới da và môi ban đầu của chị đã chuyển sang tông màu tím hồng rất là đậm ấy. Và với bước đầu tiên thì mình đã khử thâm kỹ cho chị lại từ đầu để bật ra cái tông nền môi mới. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một hữu cơ chuyên dụng của bên mình để xử lý môi cho chị, để cho nền môi của mình nó được tươi sáng hơn so với cả nền môi cũ của chị. Dạ vâng ạ. Và đôi môi này của chị Trang là đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm chị? Hiện tại giờ đang 70% rồi. 70% ạ. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rõ là môi của chị Trang không hề có dấu hiệu sưng nề này. Và hơn nữa là màu môi cũng trong trẻo hơn rất là nhiều. Chị Trang ơi, thì như mình cũng có chia sẻ là có hơi đau một chút đúng không chị? Nhưng mà bây giờ em có thể hỏi một chút là em thấy ngoài dịch vụ phun môi ra thì mình còn đang thực hiện laser lông mày tại DK đúng không chị? Vâng. Thì chị có thể giúp em một chút mà mình chia sẻ cho một chút về cái quá trình mình thực hiện laser lông mày tại DK thì mình có đau rát hay khó chịu gì không ạ? Không. Vâng ạ. Cũng rất nhẹ nhàng đúng không chị? Thì chị Trang, em xin phép là em sẽ cho mọi người xem một chút cái hình ảnh before về tình trạng môi của chị để mọi người thấy rõ hơn được cái sự thành công của cái ca môi này chị nhé. Chị Hương ơi, chị có thể đưa giúp em ra cho mọi người xem nhé. Đây là tình trạng môi trước của chị Trang trước khi mà thực hiện phun môi tại DK. Và kết quả thì đây mọi người thấy là mặc dù chỉ mới được 70% thôi nhưng mà môi của chị Trang là đã bật tông lên rõ rệt rồi. Đấy ạ, khi phần môi cũ như chị Dương cũng đã phân tích là bị có phần gọi là hơi tím hồng luôn đúng không ạ? Chuyển màu tím hồng. Chuyển sang tông tím luôn rồi. Vâng ạ, đây. Đó. Đây là chị. Và môi của chị Trang thì mới thực hiện được khoảng hơn 40 phút thôi mà đã bật tông rất là rõ rệt. Còn kính lia sang giúp em phần môi hiện tại của chị Trang nhé để chúng ta so sánh ạ. Kết quả mọi người có thể thấy là hoàn toàn khác đúng không ạ? Mà mọi người cứ lo là nếu mà đi phun môi là đau là sưng thì mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ. Hiện tại là mới đang làm được 70% nhưng không hề có dấu hiệu sưng nề nhá. Và nếu mà có đau, hơi đau một chút thôi thì chuyên gia tại DK là sẽ thực hiện là ủ tê liên tục cho mọi người luôn. Mọi người chỉ cần ra hiệu cho chuyên gia thôi. Đấy ạ. Và em xin mời chị Hương tiếp tục thực hiện cho khách hàng nhá. Và đấy, mọi người thì cũng đã thấy chứng kiến tận mắt là những cái chia sẻ mà khách hàng đang thực hiện tại DK.
đang thực hiện phun môi tại đi kênh như thế nào rồi ạ? Và cũng là những cái câu hỏi thời gian gần đây là chị em thắc mắc khá là nhiều, thì mình sẽ nhờ chị Hương giải đáp thêm. Và mình cũng có thấy một bạn vừa comment, đấy là tại sao mà khách hàng cùng với bạn cùng qua đi cây thực hiện nhưng mà hai màu, hai người lại lên hai tông màu khác nhau, thì chị Hương có thể giúp em trả lời cái câu hỏi này không ạ? Cái quan trọng nhất nó sẽ phụ thuộc vào cái nền môi ban đầu của khách hàng, tùy tình trạng cơ địa, tùy tình trạng nền môi, da môi của khách hàng sẽ lên những cái tông màu hơi khác nhau một chút. Đấy, và cũng có thể là có những cái tình trạng môi ban đầu của khách hàng rất là thâm, nên với tình trạng đó thì bên đi cây cũng chỉ khử thâm cho nền nó sáng lên. Có những khách hàng có thể làm màu luôn cho cùng một lúc trong ngày hôm đó được. Hay là sẽ có những cái hiện tượng là môi có người sẽ được đẹp ngay trong lần đầu tiên, có những khách hàng sẽ phải quay lại đi cây để xử lý thêm một lần nữa. Nếu với chất tình trạng thâm nhiều, nền môi khó xử lý thì sẽ phải xử lý lần thứ hai. Như mọi người cũng đã nghe được đúng không ạ? Bởi vì tình trạng môi của mọi người thì sẽ còn phụ thuộc vào là tính chất môi ban đầu cũng như là chất da, chất môi, và còn là do cơ địa của từng người nữa. Vậy nên mọi người đừng thắc mắc giúp em và cũng đừng so sánh giúp em, bởi vì mình sẽ đẹp hơn chính bản thân mình của trước đấy đâu. Chứ mình không nên so sánh với những như kiểu là môi của bạn mình này có đi làm ở cùng một địa chỉ thì sẽ như thế nào nhá. Và hôm nay thì livestream cũng khá là dài và em đã cho mọi người xem được cận cảnh nhất cái quá trình mà chuyên gia đang thực hiện phun môi cho khách hàng như thế nào, cũng như là cái cảm nhận của khách hàng trong cái quá trình thực hiện phun môi tại đây là như thế nào rồi. Vậy nên nếu chị em nào mà đang có nhu cầu muốn được phun môi mà còn đang băn khoăn thì hãy inbox lên cho fanpage của DK Eyebrow and Beauty để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia. Và em cảm ơn chị Hương cũng như là chị Trang trong đã chia sẻ cùng em trong livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.